Mẹ lấy cái tâm xin chào đó. Cả nhà nhá, cả nhà ăn cơm với biển hôm nay thịt con ngan này, đánh ba tiết canh, đánh tiết canh nào mà má hôm nay ra đồng, chầu này ra đồng là bơm nước dưa vất vả quá này, cứ tranh thủ lại về là con ngan uống rượu, uống đi em, uống đây, mời em, chúc sức khỏe nha, chúc sức khỏe nha, rượu hai tốc thơm nhá. Đây là làm quặng hay là hễ ý cái những cái cành đông nhỉ, cái cành vịt, cái cành ngan ngon, rượu hoa anh túc. Cái ngày xưa mình ở trên Tây Bắc cái hạt anh túc này rang là vừng ăn, gọi là vừng mèo đấy, mèo đấy. Nó cứ thu hoạch về, nó hết mùa con hạt tới thì mà ông Thắng này là biết này, nó thu hoạch trên nương về, nhưng mà nó phơi khô, nó đọc cái hạt này nó tròn. Thế là cứ rang đúng như vừng mình ăn ấy, gọi là vừng mèo. Ăn ngon thật. Ngon không? Đấy mà mang về đâu, bảo bố bảo mày nhặt. Bán bẻ cành luôn. Rổ cả cây nhưng mà nó rổ cây rồi đấy, rổ dễ rồi, bung rồi đấy, chiều rộng lại thôi. Thế thôi, thằng này nó. Con tôm. Mình ăn cơm ở nhà nó cứ chuyên mò móc, cứ phải nhón làm cái chân ngàn to nhỉ. Mầm, đâu có to ra thằng mầm. Thằng mầm bên ạ. Cái bầm thật thì dại lắm. Sao trông dại lắm. Thôi ăn đi. Ngon. Cái gì? Cái chanh vào nó cũng dậy mùi. Nó chanh vào đâu? À, đây có hạt dổi này. Bữa em mãi đánh qua không ăn xuống kịp. Nên cho hết đây cho ai bát hơn mà sợ bà không ăn được. Hạt dổi á? Thế đánh cho tiết canh, phần mà sợ các bà không ăn được thì cho anh em mình ăn thôi, rắc vào đây tí. Thế rồi, xong rồi, xong rồi còn trộn vào đây nữa rồi này. Mát hấp rồi. Trộn nước chấm này. Húp vào nước, tiết canh húp vào nước là đúng vị rồi gì. Ăn tiết canh không húp nước cam ăn được gì. Nhấm đi bác. Ngon lắm. Con này ngon đấy, con này béo à? Béo. Thịt lửa lạc nữa mà gọi là ba chỉ đấy. Nước cơm công nhận là rẻ nhỉ? Rẻ. Quê mình như thế, ở quê mình ăn uống nó xưa. Có con ngan gần 4 cân mà có 104 bạc. Anh bảo sách tiền đi khoảng 200 nghìn đi cả nhà ăn bữa ngon, nó rẻ. Cái này là chỉ phải chịu khó nào. Đúng rồi. Ở quê chân tay đấy, và chân tay khó thì làm. Cũng vào làm. Ăn là nó hàng ngon, nó sạch sẽ, về cắt tiết đánh ba tiết canh đấy kia. Thôi dân dã mình như thế này, công tác hôm bữa cơm buổi hai anh được tưởng con đường không bỏ ra bỏ cuối tuần bữa cơm này nhẹ này thôi. Đấy thì là cái cổ cánh này nấu bán khoai bán nấu khoai sọ bán ra đấy, cái cổ cánh ngan này nấu khoai sọ rất ngon bở quá nhỉ, khoai này bở thế nhỉ, củ cái nhỉ, củ cái à, củ cái ngon cái ngon này, cũng nhận ngon. Đấy cái chịu khó làm này ăn nó ngon nóng hổi. Mày bảo ăn này nhá. Vớt ra cái chặt ăn ngay. Nóng hổi sao giá bác à? Bác làm miếng rồi. Bác nhà người chơi. Em bóp muối miếng sạch sẽ ngon lắm. Đúng rồi đấy, nó phải thế. Làm đấy chú dần là chú lên tay rồi đấy, mai mốt là lấy vợ vào là yên chí rồi. Lấy vợ vào, bố vợ lại bảo giật cho con gà con vịt thì không biết giật thì hôi dưới cả mặt mũi đàn ông. Không mình sang nhà vợ anh ạ, không phải làm. Sao mình không mời thôi. Đôi khi không làm ai làm cho. Mình khách mời thôi. Đấy như đấy. Đậu này còn đậu rán nữa này, năm món đó. Cứ làm một món thì con vịt là thì con vịt ăn còn ngon. Có 6 hột à 7 hột rán tất rã này mà. Mấy hôm 10.000 à? Ừ đấy mà nghịch điện thoại quá đó, quên không. Thơm hết nhỉ. Lúc đấy người núi đấy phát hiện được. Không rán thơm à. Mời cả nhà nhá. Đậu rán. Thôi, là phân muối ra rồi để phòng ăn ngon lắm. Rồi từ lỗ xương cho vào. Bác mà 2.000 một hạt đấy. Mấy? 2.000 một hạt. 2.000 mua mãi được. Để do tay đi cháu. Cảm ơn em làm một hạt mì. Ăn cái gì? Có cái bà em mua cổ á? Rẻ 49 hạt mà được 50.000 thêm. Kìa bảo mẹ thôi. Ê cổ đây này, bỏ bớt cho cháu mấy cổ này. Ủa ấy, nhìn cổ vĩ đại luôn. 7. Nếu mà ăn nhiều là 7, 7 nên ăn. 7, 49. 49 hạt. Lúc ngồi đâu ăn đây? Mà cắt nhỏ nhá. Ngồi ăn uống đàng hoàng rồi sao lại xui giúp vào đây? Dũng. Ngồi đây, con ngồi giúp đây. Ô. Ngồi gọn nào. Ăn uống bữa cơm với ngồi xui giúp. Con tây rồi anh rồi. Tây ra phát.
Đây bỏ vai sọ vào trong hộp sách. Vai sọ trong hộp à? Ồ, thuốc lá đấy. Đổ rồi. Rồi chưa? Ui, chú Hân chú chặt miếng ngàn to thế nhỉ? Ủa, em đặt mỏng thế gì anh? Màu này to quá, cắn trơn, cắn nhỏ. Đũa trơn quá anh vừa ra đồng bơm nước về nó cũng run tay, rét quá hôm nay, rét quá gió mùa về kìa. Rụng dưa hôm nay lại tiếp tục, tối hôm qua nó cũng lo sốt ruột quá, cho no mẹ hãi thật. Ngàn nóng hổi như tối vừa ăn thằng kia ăn đây, không biết quay à. Quay vào cháy máy rồi bác. Bác phải quay gì thôi. Viền kia không cắt tạo không bỏ. Ây da, đúng rồi, hoa anh Túc. Hoa tạo cứ nạo ngâm, thái ngâm gọi, nó có đục là vỡ. Cứ gọi hoa anh Túc, mình cứ gọi mẹ nó hoa Túc Phiện là dễ nhất. Ngày xưa cái này thì vứt đi, cây cối nó khô nó rạc, vứt đi lấy mấy quả thu hoạch. Mình ở Tây Bắc, năm ở trong 9-10 tuổi ở đấy, suốt ngày thì lấy bẻ ăn đút toàn bộ nó nhai ngậy lắm. Ngon. Được. Được, sợ mất sượng. Này ăn đi. Ừ, chấm có tí hạt dổi thơm nhỉ. Thơm. Quả nó khác vị luôn. Thơm ngon. Ồ, ngon rồi. Đặc sản Tây Bắc. Cái cổ, cái cổ. Đây hai cổ này. Hai cổ. Cổ ngọc, phần ngọc, cổ đây. Nó ai đứa tần cái cổ, cái cổ cánh. Nạ, thế thích ăn cổ cánh à? Thôi, cuộc sống ăn cổ cánh. Bọn trẻ con bây giờ hay là nó thấy mình thích ăn cổ cánh chân tay nó bắt trước. Lâu rồi. Mới bảo hai đứa ăn hai thằng em một lâu. Ừ. Là bố mẹ bán chân gà. Hai bán gì? Cánh gà. Có hạt viên không? Đấy, nó có hạt dổi, mình có hạt viên nó như là hạt dổi. Ừ, như là hạt chiêu đối đâu đấy. Đi chợ à? Chợ. Bỏ hai miếng cái sọ đấy sách chợ. Bán ăn chấm không ăn ngon. Ừ, bác làm chân chưa? Đây rồi, vừa gặm xong rồi. Ra cho em ra con ngồi chân vịt ngan nướng nhỉ. Ừ, nó ăn nó mới đỉnh. Nhưng mà nó mà ướp vị với cả rau thơm nó có đủ ăn nó ngon. Chân gà nướng. Chân gà. Mấy con chân vịt có cái gì? Có gì chân gà ngon. Ừ, nhiều chỗ bán chân. Cô Huyền đang chân gà như thế. Chỉ có chân vịt ăn ngon nhỉ. Ừ. Đang chân gà về hè. Trong cổ tay em ngọc. Không còn không kiếm được chỗ nào cả. Cả cái thị xã Phú Ní mà không kiếm chỗ nào về hè gì hết. Nhưng mà cái điểm không đẹp, em ngồi chán. Ừ. Chó nó đi rồi. Đúng rồi, quen dần bến. Đúng đấy, ngon, kiếm ăn được. Ok. Cá kiếm được, tiêu nhiều, cá nhiều. À, cho đời thế. Không kiếm một đâu, kiếm cái của em. Em bán được. Làm được, làm được mới tiêu được. Chấm muối, chấm muối, chấm muối thôi anh Dũng. Đây quen vợ chồng là hai vợ chồng khệnh con đây. Rồi, hai vợ chồng chú là êm rồi. Em bảo rồi, bà là chiều với ba hai bà uống rượu có gì. Chưa ăn cơm đây thì chiều thì đi tiếp kiểu ở nhà sau. Hai vợ chồng chắc trời mưa quá ở nhà lại vú dấm nhau, mà buồn mà biết vú dấm ăn cơm chuyện nhỏ nhỏ đó là làm con vịt về cho nó mát. Nóng người quá. Nhanh chứ bằng cái tay nó. À. Có. Cậu ăn. Cô ăn. Chào cả nhà nha, Biển kết thúc để tập trung vào ăn bát tiết canh ấy ngon quá, nhìn thèm quá rồi. Chào cả nhà nha.